5% có thơm như lời đồn hay không? Ấy lộn, cái này là cây hàm hương không phải 5%, làm nó lộn nha. Thật ra cây hàm hương này nó không có thơm như lời đồn. Nó chỉ thơm vào buổi sáng thôi, nó thơm nhẹ thôi, hít mà hít muốn lòng phổi luôn á là nó mới thơm. Còn buổi chiều này là không thấy nó thơm luôn nè. Thơm rất là nhẹ, phải để kê sát cái mũi vô thì nó mới thơm nhiều. Đó. Chính vì thế, phải có cây ở nhà nở ra thì mình mới biết được. À, thơm rất là nhẹ luôn. Chỉ có buổi sáng là nó thơm thơm nồng thôi. Đó, đây là cây hàm hương, cũng là một trong những cây mà chớp lâm như bữa lâm nó hôm bữa là cà giật nha. Đó, đây là cái hoa của nó này, cái phát hoa của nó đây. Hoa của nó thì tương đối nhỏ chứ không có phải gọi là to, cỡ Ben Soda thôi. Đó. Thơm thì cũng không bằng Ben Soda được. Mà anh chị nào muốn chơi thì cứ liên hệ Lâm nha. Đó. Đây, chậu hàm hương hai thân. À, thơm nhẹ nha, chúng ta không thơm nha, ai chăm được là bông nhiều mà thân nó rất là mập. Cảm ơn chị đã xem video nha.